Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mùng 6 bên chợ vàng Tuyên Quang đã hoạt động trở lại và kính chúc mọi người một năm mới sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình nhé. Chúc những các bác, các chú, các anh đồng hành cùng chợ vàng Tuyên Quang một năm mới tràn đầy niềm vui. Nhá, hôm nay mình gửi máy dầu chợ vàng đi Cao Bằng. Anh ấy có đề nghị là để test máy rồi là trước khi gửi và lắp ráp đồ phụ kiện trước thử trước cho anh ấy để lên khu vừa, nhưng mà bên mình đồ đặt phụ kiện thì đảm bảo luôn nhé. Đó, giờ mình sẽ test nổ máy và luôn xem mọi người mình xin lượt đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Đây, gửi máy dầu châu vàng này cho anh Hoàng Quang Trọng này ở Thạch Bình, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Máy là kèm theo phay lồng bừa 16.500.000. Năm mới mình khuyến mại thêm bộ cả bánh bám cày lật nhé. Rồi, giờ mình sẽ test máy nhá. Không ạ. Dạ. Mình có cái ruột bơm của cái máy đó mà không? Ruột bơm thì không có. À, ruột máy cày ạ? Bơm có cả bơm. À, bơm thì có được. Không? Gọi ông Bích đi, cháu làm sao thời gian mà lắp được. Không, lắp mỗi cái bơm cái ruột thôi mà. Chịu rồi. Ở thấy Bích thấy lắp đi. Ok rồi. Bộ phay thì không cần phải thử. Phay thì nó vừa sẵn. Lồng bừa. Vừa đây. Ruộng nhanh lắm chú ạ. Ruộng nó ủ nước à. Trong đấy có mấy ông ấy, ông Mão nhỉ, ông Mão hay ông Mão ấy, mấy ông ấy. Trong bản sao này có ông gì mà
nhiều đâu, bỏ hết rồi, bỏ được ngoài. Ra đây chỉ ông đấy, đâu làm màu, ông ấy làm gốc, làm ấy. Ở đây. Bánh bám phay không cần phải thử. Cái bộ đấy thì chắc test, giờ mình sẽ đóng hàng để gửi y nhé. Ngoài ra còn máy thái chuối này, máy nghiền này. Máy thái chuối đi Đắk Lắk này. Đó, động cơ Lifan này. Máy nghiền này đi máy nghiền đi Bình Phước này. Máy thái mịn mẹ đi An Giang này. Yên Lập, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cái này đi Nghệ An này. Đấy, đây ngoài này mấy đơn hàng nữa. Đơn này đang đóng. Máy thái, máy nghiền, châu vàng, máy này máy tây gỗ. Ok. Căng người sao. Chào chào đi.